Hỏi kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình tiếp tục làm clip nữa nghe nè. Nay mình có làm chiếc Pulsar FI nè. Nó Pulsar 125 FI nha. Thì xe này em trai này mới làm cái nồi ở đâu khoảng tháng rồi nghe anh em. Mà theo em trai này chia sẻ thì nói chung là mới làm cái nồi. Nhưng mà mới gáp vô á, mới gáp vô là chạy là có cảm giác là xe nó yếu luôn rồi nghe anh em. Nhưng mà mình không hiểu vì sao em trai này có đem lại tiệm cái xe đó để chỉnh lại, hay là cái anh sửa xe đó anh có thử lại lúc gáp anh có đi lên thử hay không mà mình cũng không biết luôn nghe anh em. Thì nói chung là anh chị đi mới làm khoảng tháng đó, mới gáp vô là nó đã yếu rồi, nhưng mà mình không hiểu vì sao. Nhưng mà bây giờ là em chủ xe là đem lại mình á, là kêu mình làm lại thì mình làm lại thôi nghe anh em. Đây là bộ nồi của em trai, thì có dở anh em trai có kêu dở dàn cam ở bên bển xin cam này kia coi cần tăng đưa này kia để làm nghe anh em. Thì mình phát hiện có cái bánh đỡ cam này nó hơi mòn đó, bánh đỡ cam thì sáng mình gã xe thì có chủ xe đây ha, thì mình mua cái bánh đỡ cam cho em trai hàng chính hãng nha anh em. Đây cam bên đây em trai kêu mình thay luôn cái cần tăng cam, nhưng mình thấy cái cần tăng cam còn xài ok quá mình không có thay nghe anh em, còn quá ok nè nên là không có thay nha. Đó, chỉ thay cái bánh đỡ cam ở dưới thôi, nó bị mòn. Sáng mình gã ra có chủ xe ở đây luôn. Rồi cái nồi thì mình đi khắc phục lại. Thì nói chung thì em trai này vậy thì mình làm kia mình làm nồi mình làm thôi. Thì qua quá trình kiểm tra thì mình làm lại bố cho em trai này, bố tốt bên mình ha. Ok luôn. Đó, cái dưới bố lá thì mình sẽ xài bố lá full chính hãng Honda luôn nghe anh em. Quên chính hãng Honda luôn nha. Đó. Còn nồi trước kia thì làm khoảng tháng nhưng mình không biết nha anh em. Nói chung lại mình làm thì mình làm thôi nghe anh em. Đây bố. Ha, anh em nhìn ha. Thấy có gì kỳ lạ không? Thôi cởi đi, lại mình làm thì mình làm thôi. Rồi vớt đế thôi. Vớt hai cái đế nhôm này lại để xài bố lá chính hãng này ha. Đó, vớt chuông nhẹ lại. Rồi cái qua quá trình kiểm tra thì mình thấy cái nhông sau này chuồng heo nó sụt sịt, thì mình có nói với chủ xe sáng ngồi đây mình có nói cưng có tán cao su nồi không, nó bị sụt sịt nhẹ vậy, nếu mà cưng tán thì anh sẽ tán cao su mới cho cưng, còn mấy không tán thì thôi, làm nồi làm bố gáp vào thì em trai kêu tán luôn. Thì dở ra cao su nó chai cứng ngắt trơn nghe anh em. Đó, mà sao không biết anh thở trước gã ra, tại sao mà không kiểm tra mình cũng không hiểu luôn, hay là sao mình cũng không hiểu luôn. Rồi ok, bố lá chính hãng. Đó, mấy miếng phíp này mình kiểm tra có chủ xe, phíp sắt này mình kiểm tra thì còn ok nha anh em, nên là xài lại nha. Trong quá trình mình kiểm tra có chủ xe đồ ở đây hết trơn. Ok rồi giờ đi cạo gon rồi rửa rồi gáp vào thôi. Đó, mình xài full bố lá chính hãng nha anh em, xài cho bền. Cái nồi này á là mình từng làm cho mấy chú bác á, là xài 2 năm mấy 3 năm rồi nghe anh em. Đó là mới yếu lại nha. Đó, còn đối với những ông anh làm ở trong công ty này kia mình làm thì mấy ông anh đó chạy hàng ngày nào mấy ông cũng chạy tới chạy lui xa nhà thì chạy cũng khoảng năm mấy 2 năm nghe anh em. Còn bạn này shipper thì mình không biết chạy được bao lâu là nó tụt nghe anh em. Mình làm thì mình làm hết khả năng của mình thôi. Đó, thì tại sao dán bố này, dán bố ở ngoài nó bắt hơn trong hãng nghe anh em. Đó, trong hãng thì nó được nước giãn. Đó, bố nó ít này kia, khi anh em lên á tốc độ cao ok, còn nhưng mà đề ba nó rất là yếu nên là xài bố dán ở ngoài là ok nhất. Đó ok, giờ đi rửa đồ cạo gon này kia gáp vào cho chủ xe nghe anh em. Bố nè, bố ở ngoài là của chủ xe mới làm nồi nha anh em, còn bố trong bịch là của mình chính hãng nha, chính hãng Honda nha. Đây thấy không. Thôi nói chung là đi rửa này kia cạo gon rồi gắp vào nghe anh em ơi, quay đồ cho chủ xe xem thôi. Vấn đề xe anh em liên hệ trong fanpage dưới phần mô tả video này hoặc từ đầu clip mình để địa chỉ, thì anh em nhấn địa chỉ lên Google Maps ra số điện thoại địa chỉ đi tới nơi luôn nghe anh em. Rồi ok, tạm biệt anh em nha.